Chào các bạn, đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn test độ sáng của đèn LMX trong thực tế nhé. Đây là đèn pha của mình này, cũng đã được độ LED đây. Và khi bật thêm LMX rồi, mình gắn vào bánh xe để nhằm mục đích là hạn chế vấn đề chói mắt người đi đường nhé. Đây các bạn thấy độ sáng cực kỳ thay đổi, cực kỳ rõ rệt nhé. Xe mình do hôm nay mình độ chế cho nên là mình đang yếu, cho nên là mình nổ máy để vừa sử dụng nên hơi bị nhấp nháy. Cực kỳ ok nha các bạn. Mình cho vào chế độ chiếu xa trên hai led. Trên đèn chúng ta chuyển sang chế độ chiếu xa là LMX bắt đầu hoạt động cùng với đèn pha luôn nhé. Đây là đèn trên xe này. Đấy, khi bật lên LMX, mình chặn đi một bên. Mình lắp trên bánh xe dặn lên một bên để nhằm mục đích là hạn chế chói mắt người đi đường. Các bạn đi tốc độ cao hoặc đường cao tốc các bạn mới nên sử dụng nha, bởi vì ánh sáng rất mạnh.